Sự thích con yêu du xanh ở Việt Nam của tác giả Việt Thường Xin nhớ rằng, cách thời của những năm 60 đó, ngay những người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản còn mơ hồ về khái niệm dân chủ. Còn những kẻ đã ở trong tổ chức mafia đỏ, thì chúng chỉ hiểu và tranh nhau làm chủ dân mà thôi. Có kẻ thích mô hình Nga Xô, có kẻ muốn mô hình Trung Cộng. Thích mô hình nào thì tìm chỗ dựa ở quan thầy đó, dù là mô hình Nga Xô hay mô hình Trung Cộng, thì cũng rất xa lạ với dân chủ, hay đúng hơn là tuyệt đối không có dân chủ. Và ngay thời kỳ đó mà xét thì chỗ họ đã đứng và đang đứng vẫn là chống lại dân chủ. Và nếu như họ có đưa ra yêu sách dân chủ thì cũng chỉ là cái cớ lật nhau, dành chỗ đứng cao giáo, béo bở hơn trong thang lại thực dân đỏ, có vậy thôi việc này được nêu ra là nhằm không muốn thế hệ con cháu chúng ta cũng như một bộ phận không nhỏ nhân dân việt nam trong nước và ngoài nước lại bị quả lừa không cần thiết xin nhấn mạnh rằng mấy nhân vật tìm chỗ dựa ở nga xô khi đó để hy vọng ở thang bậc làm chủ dân cao hơn chứ không bao giờ bọn họ có ý niệm về xã hội công dân hoặc chế độ dân chủ đa nguyên như hiện nay Bọn họ đều đổ nhiều công sức tâm huyết cho cái chế độ mafia đỏ đó và phần lớn đều với máu người Việt Nam nói chung, người Việt Nam yêu nước và yêu dân chủ nói riêng. Nhưng khi chia phần họ bị thiệt thòi nên bọn họ tìm chỗ dựa Nga xô vì quyền lợi bản thân chứ không vì dân. Cần phải minh bạch chuyện này để nhân dân Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai khỏi mang ơn những vị trời ơi đất hỡi vì bị thiếu thông tin sau 1954, nhiều nhân vật mafia đỏ ở miền Nam ra Hà Nội. Tưởng rằng có thành tích tiêu diệt những người không chấp nhận chế độ Cộng sản, tức thực dân đỏ, đàn áp và tàn sát các giáo phái vân vân chắc sẽ được những địa vị quan trọng, đó là Trần Văn Dầu, Nguyễn Văn Trấn, Dương Bạch Mai vân vân Vì Dương Bạch Mai tuy được là Ủy viên Trung ương chính thức của mafia đỏ, nhưng chỉ được phân công là ủy viên thường vụ của Quốc hội Ngụy quyền Hà Nội. Và trong đó đã có Trường Trinh, Hoàng Văn Hoan là các ủy viên chính trị bộ, lại thêm những bộ mặt có nanh có mỏ như Hoàng Quốc Việt, Chu Văn Tấn, Nguyễn Thị Thập, vân vân Mà tức nhất là ngay Tôn Quang Việt, dự khuyết Trung ương Mafia đỏ thôi, cũng ngồi cao hơn Dương Bạch Mai một bậc. Vì Việt là tổng thư ký của Ủy ban Thường trực Quốc hội Mafia đỏ, cho nên Dương Bạch Mai với tư cách chủ tịch hội Việt Xô, hết sức phát triển hội cũng như kết thân với Sebakov, đại sứ Nga Xô khi ấy. Qua sinh hoạt hội Việt Xô, Mai tụ tập được một số bất mãn vì thấy hạ phong so với những người thành tích mafia đỏ còn kém mình. Và số khác bị kỷ luật, kiểu như Ung Văn Khiêm, vì chuyện ồn ào đánh ghen ở đường Trần Quốc Toàn Hà Nội, cũng như đang giữ chức bộ trưởng ngoại giao mà lúc quá chén, lại bốc đồng khen lập luận đảng toàn dân của Khrushchev. hay như bùi công trường một người tự coi là nhà lý luận marxist là trí thức có hạng vậy mà chỉ là ủy viên dự khuyết mafia đỏ Kim phó chủ nhiệm ủy ban khoa học nhà nước ngụy quyền thua xa lắc so với tố hữu cho nên bùi công trường đã viết trên báo nhân dân hà nội ca ngợi rằng chủ nghĩa mark là một khoa học nên là người có học mới hiểu chủ nghĩa mark và thế là lê duẩn viết bài đập lại cũng trên báo nhân dân ý rằng phải cần có lập trường vô sản thì mới hiểu nổi chủ nghĩa mác bùi công chừng bị điểm mặt từ đó đại loại mọi việc như thế chứ đâu nghĩ gì dân chủ tụi mafia đỏ tự đội đảng mafia của chúng là đỉnh cao trí tuệ mỗi tên mafia đỏ cũng đều tự tôn mình thành siêu công dân chính sự tự bơm đó đã làm chúng không biết chúng đang là con cóc hay con bò của la fontaine thằng nào viết sách cũng khuếch đại cái tôi lên vạn lần. Bởi không đánh giá đúng bản thân, nên bọn chúng rất chủ quan. Lại thêm cái máu Việt gian đậm màu, thêm cùng với thời gian hoạt động cho mafia đỏ. Nên chúng miệng nói nhân dân là vô tận vân vân, nhưng chúng chỉ đi tìm chỗ dựa ở ngoại bang. Vì chỉ có cấu kết với ngoại bang thì mới dễ đạt mục đích làm chủ của dân. Thiếu tướng Đặng Kim Giang, xuất thân cốt cán hệt như tướng Chu Hy Mân, chủ tịch nhà nước ngụy quyền Hà Nội trước cả Lê Đức Anh, cùng được phong tướng với những tướng ngụy khác như Đỗ Mười, Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hiến Mai, vân vân. Trong khi Đỗ Mười thì leo lên tới Phó Thủ tướng, Phan Trọng Tuệ cũng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Bưu điện. Nguyễn Thanh Bình là Bộ trưởng Bộ Nội thương, Lê Hiến Mai là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, núp dưới bí danh Dương Quốc Chính, còn là Bộ trưởng đại diện Chính phủ ở khu 4, ngay các đại tá thôi, như Hà Kế Tấn, cũng là bộ trưởng Thủy Lợi, đại tá Đàm Quang Trung, tư lệnh khu 4, đại tá Phùng Thế Tài, phó tổng tham mưu trưởng kiêm tư lệnh và chính ủy bộ tư lệnh phòng không và không quân, đại tá Lê Hiền, tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, đại tá Vũ Văn Cẩn, bộ trưởng bộ y tế, và cù lần như đại tá Nguyễn Văn Quận cũng giữ ghế phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, trung tướng Hoàng Văn Thái là chủ nhiệm. Thế mà tướng Đặng Kim Giang chỉ được cây ghế Thứ trưởng Bộ Nông trưởng. Ông Vũ Đình Huỳnh, thân phụ nhà Văn Vũ Thư Hiên, từ một người công giáo toàn tòng, đã tham gia Cộng sản từ rất sớm, khi bị giải lên nhà tù Sơn La, cùng chung một còng với tên Lăng bom Xuân Thủy. Sau 1954, Thủy được hồ cho chức Bí Thư Trung ương Mafia Đỏ, năm 1945 khi hồ được võ nguyên giáp mang trung đội vũ trang hộ tống về hà nội nguyễn lương bằng tức sao đỏ được cử làm lái xe hơi kiêm đầu bếp của hồ thì ông vũ đình huỳnh được cử là một trong những thư ký riêng của hồ vì hồ có nhiều thư ký lắm kể cả phạm huy thông khi hồ qua pháp mới tuyển dụng những người không u mê thì nghĩ rằng hồ chọn một người công giáo toàn tòng làm thư ký riêng nghĩa là loại tin cẩn chỉ là một thủ đoạn chính trị nhằm in lòng giáo dân, và đặc biệt để Hồ dễ ăn nói, gặp gỡ một nhân vật mà Hồ rất e ngại, kiêng nể là Đức Cha Lê Hữu Tử. Khi thủ đoạn đó xong, lên Việt Bắc ông Vũ Đình Huỳnh chỉ giữ chức vụ trưởng vụ lễ tân bộ ngoại giao cho đến ngày bị bắt. Hàm vụ trưởng đâu phải là một chức to tát gì đâu. Cụ thể là chưa có tiêu chuẩn mua hàng ở cửa hàng tôn đàn, mà chỉ mua hàng ở cửa hàng Vân Hồ nơi vợ tên tướng Trần Độ làm cửa hàng trưởng, hoặc ở nhà thờ, hoặc ở Nguyễn Cảnh Trân là ba cửa hàng dành cho cán bộ mafia đỏ từ bậc chuyên viên 2, bậc thiếu tá, trung tá của lực lượng vũ trang và các cục vụ trưởng. Trong khi đó, lái xe Nguyễn Lương Bằng vừa được là ủy viên trung ương chính thức của mafia đỏ, lại còn kiêm trưởng ban kiểm tra trung ương mafia đỏ, rồi còn lên phó chủ tịch nhà nước Ngụy quyền Hà Nội. Và ngay Phạm Huy Thông, dù can tội tặng tướng võ nguyên giáp một cặp sừng dê mà cũng là viện trưởng viện khảo cổ cấp viện trưởng là ngang thứ trưởng và có thể mua hàng ở tôn đàm. cho nên nói cho chính xác thì ông vũ đình huỳnh chỉ là một người tham gia tổ chức mafia đỏ của hồ ở bậc cố cựu chứ chưa bao giờ được giữ chức vụ gì quan trọng cả còn thua xa tên tạ quang chiến là lái xe kim dắt gái cho hồ sau ra làm tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao qua cái việc đề bạt nhân sự này, một lần nữa là bằng chứng cụ thể rằng hồ luôn luôn là kẻ nắm quyền thực sự, chẳng ai khống chế được hắn. Như đã trình bày ở trên, rằng cái hội Việt Xô của Dương Bạch Mai tỏa rễ rộng khắp mọi cơ sở hoạt động của xã hội miền Bắc khi đó, cho nên thành phần chống nghị quyết chín cũng đa dạng. Trong đó có thể có nhiều người chỉ muốn chống lại việc xích lại gần ba tàu cộng, chứ không nghĩ đến hoặc không dám nghĩ đến việc chống hồ nhưng cái xuất thân của Dương Bạch Mai cũng như quá trình hoạt động trong mafia đỏ với nhiều thành tích, rõ ràng có sáng giá hơn bọn Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, vân vân. Đặc biệt là thành tích lừa đảo trong vụ tháng 8 năm 1945, cướp công của các tổ chức, nhân sĩ yêu nước ở miền Nam Việt Nam, cũng như nhanh tay tiêu diệt các giáo phái cao đài và hòa hảo, và tham vọng lớn của Dương Bạch Mai, nên hắn muốn thừa gió bẻ măng, định làm đảo chính cung đình giống kiểu Krusov ở Nga Xô và Dương Bạch Mai đã tìm chỗ dựa Nga Xô trực tiếp qua tên Sevakov, vì quá ham địa vị lại tự hào về kiến thức và thành tích Dương Bạch Mai đã mở mắt không nhận ra được vị trí quân cờ Hồ Chí Minh trong thế chiến lược của Nga Xô vì thế mà hồ được thông báo ngầm toàn bộ kế hoạch của Dương Bạch Mai trong đó sẽ lợi dụng họp Quốc hội ngụy quyền Hà Nội để làm cái việc như Krusov đã làm trong đại hội 20 của Nga Xô, nghĩa là Dương Bạch Mai sẽ tố giác tệ sùng bái cá nhân Hồ, cũng như các tội của Hồ trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, vân vân. Và ngày 4 tháng 4 năm 1964, tại cuộc họp Quốc hội nghị quyền Hồ Chí Minh ở Ba Đình, Hà Nội, theo lịch trình thì sau giải lao, giữa giờ là lời phát biểu của Ủy viên Thường trực Quốc hội Dương Bạch Mai, nhưng chuyện đó đã và sẽ không bao giờ xảy ra, vì đang giải lao thì chú Dương Bạch Mai được bác Hồ niềm nở mời uống ly nước và vài câu chuyện mưa nắng vân vân, rồi chú Dương Bạch Mai đã gục chết trên ghế đại biểu quốc hội. Nghe đoán là chắc bị ngộp tim. Nhưng có mặt ở đó một loạt đại biểu có nghề bác sĩ như bác sĩ Trần Duy Hưng, giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng, giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước, bác sĩ Nguyễn Tấn Di trọng vân vân nhưng chẳng ai muốn bỏ nhiệm vụ đại biểu quốc hội để làm lương y như từ mẫu. Và sau đó là các đoàn linh hoạt của me sử xấu búa Lê Đức Thọ. Người được hồ giao cái việc trông nom lũ gọi là cán bộ. Mọi chuyện bắt bớ, tra hỏi, bỏ tù. Đã có nhiều vị viết sách kẻ lể hư cấu quá đầy đủ. Cho đến tận bây giờ, thì từ cái nội dung chống nghị quyết chín, tức thân trung cộng, đã đổi màu thành đấu tranh đòi dân chủ vì cái thời điểm đó ngay tại mẫu quốc đỏ là Nga Xô, sau cái gọi là Đại hội 20 của Nga Xô, thì dân chủ vẫn là hai tiếng cấm kỵ. Vậy mà mấy anh dân thuộc địa đỏ dám nói đến, trách nào chú cuội cứ ở lì trên khung trăng, sợ xuống Bắc Việt Nam không có đất sống. Chỉ có ở miền Nam trước tháng 4 1975 mới có mầm mống và hơi hướng dân chủ mà thôi. Và vì thế, khi ngụy quyền mafia đỏ Hà Nội vũ trang xâm lăng miền Nam xong, nụ cười chiến thắng trên môi chưa kịp tắt thì đã lúng túng với cái tinh thần dân chủ của miền nam việt nam tuy còn non trẻ để rồi sau này khi những người miền nam việt nam kiến lập một cộng đồng người việt hùng hậu ở nước ngoài thì mới bắt đầu gọi là đấu tranh đòi dân chủ vì có chỗ dựa là cộng đồng người việt hải ngoại những người như ông nguyễn hộ nhà thơ bùi minh quốc nhà văn dương thu hương bảo minh các linh mục chân tín nguyễn ngọc lan rồi bác sĩ Nguyễn Đan Quế vân vân mới không bị ngụy quyền mafia đỏ Hà Nội nghiền nát thành tương cự đà và rồi cũng từ lúc đấy nhờ cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà tập thơ hoa địa ngục của Nguyễn Trí Thiện cho đến thiên đường mù bên kia bờ ảo vọng của Dương Thu Hương, nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, gửi mẹ và quốc hội của Nguyễn Văn Chấn, đoàn viết hoạt vân vân và vân vân mới được thế giới biết đến để cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam bén rễ nảy lộc như hiện nay đang được biết bao tầng lớp người dân Việt Nam tham gia ngày càng ngoan cường. Cuộc đấu tranh đó là của người dân chứ không phải là của những người đương chức đương quyền dù nhỏ hay lớn trong bộ máy quan lại của ngụy quyền mafia đỏ Hà Nội. Cũng chính cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã điểm trúng huyệt bách hội của tập đoàn mafia đỏ Hà Nội. Đó là bằng công trình nghiên cứu khoa học của giáo sư Lê Hữu Mục cộng đồng người việt ở nước ngoài đã vạch mặt tên đạo văn hồ chí minh khiến mấy me sử quan liêu ở cơ quan unesco đã phải rút lại cái danh hiệu danh nhân văn hóa thế giới chút xíu vì lầm cầm đã tặng cho hồ nhờ cộng đồng người việt ở nước ngoài cái cộng đồng được hình thành vì bị mafia đỏ hà nội vũ trang xâm lược tàn sát nên phải đi lưu vong trong đó công lao góp cho mafia đỏ gieo rắc tai họa cho cộng đồng này không phải là ít như ông Trần Độ chẳng hạn. Nhưng mọi người vẫn đánh giá đúng mức những gì ông đang đóng góp hiện nay khi ông bị cách quan để làm dân và đang hiểu phần nào thân phận người dân dưới sự cai trị của Mafia Đỏ, bởi ông Trần Độ vẫn chưa thấy cái sai trong việc theo lệnh hồ xâm lăng và tàn sát nhân dân miền Nam Việt Nam. Đối với các ông như Hoàng Minh Chính, Lê Giản, Hoàng Hữu Nhiên, Lê Hồng Hà vân vân, cũng phải sau tháng 4 1975 nhiều năm, các ông đó mới thấy nhu cầu dân chủ cho đất nước, nghĩa là khi đã bị làm dân. Còn nhận ra muộn hơn nhà văn Dương Thu Hương, vợ chồng Lưu Quang Vũ, nhà thơ Bùi Minh Quốc vân vân Và không sâu sắc như ông Nguyễn Hộ và Hà Sĩ Phu, Nguyễn Xuân Tụ. Còn một số khác thì cho đến chết vẫn nặng mùi cơ hội như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hay giáo sư Trần Đức Thảo, nhà thơ Vũ Cận, vân vân vì lòng nhân ái nhưng chủ yếu là thiếu thông tin nên nhân dân việt nam cả trong và ngoài nước dễ bị lầm nhất là cộng đồng người việt ở hải ngoại nên cần cân nhắc cẩn thận khi đề cập đến một ai đó nghe nhưng phải kiểm tra phải phân tích đối chiếu tổ tiên ta đã căn dặn yêu của ấu cũng tròn ghét bồ hòn cũng ngọt là vậy cũng như nói vậy mà không phải vậy không quên công lao của những người đã và đang đấu tranh với ngụy quyền Hồ Chí Minh. Nhưng không thể không xem xét động cơ đấu tranh của họ là vì dân hay vì mình. Dù là vì dân hay vì mình mà đấu tranh chống mafia đỏ Việt Nam hiện nay đều đáng được ủng hộ mọi mặt. Nhưng phải xem xét động cơ đấu tranh thì mới khỏi bị lập lại cảnh tránh vỏ dưa, dẫm phải vỏ dừa. Như chuyện ủng hộ việc chống thực dân Pháp trước đây vậy như thế sẽ có thể có câu hỏi đặt ra là những ý kiến của ông nguyễn trung thành về vấn đề này là thế nào xin thưa rằng ông nguyễn trung thành trưởng ban bảo vệ đảng từng là một cán bộ có giá dưới quyền lê đức thọ và được giao giải quyết vụ này mấy năm gần đây ông nguyễn trung thành có ý kiến đề nghị minh oan cho nhóm chống nghị quyết chín rằng họ vô tội không có chuyện phản đảng và cũng không có chuyện làm gián điệp cho nước ngoài như cáo buộc trước kia. Ông Nguyễn Trung Thành phải công khai hóa chuyện này vì cả mấy đời Tổng Bí Thư đều không muốn giải quyết. Không những thế, ông còn bị đỗ mười, từng bị điên, gọi lên nhắc khéo rằng ông đã đến tuổi về hưu. Nghĩa là chưa tiện nói hai tiếng lầm cầm, vì mười còn hơn tuổi ông Nguyễn Trung Thành. Tại sao những người nắm quyền lực chính của mafia đỏ cứ lúng túng về chuyện này trong lúc họ dám chê trách Lê Duẩn và Lê Đức Thọ ở nhiều vụ việc khác, kể cả việc cho Hồ ra dìa như Lữ Phương trích ý của Vũ Kỳ, thư ký của Hồ, viết trên tờ văn nghệ hay sửa di trúc của Hồ và thay đổi cả ngày giờ ngủm củ tỏi của Hồ. Chẳng có gì khó hiểu cả, vì tất cả các vụ đó đều do lệnh miệng của Hồ. Nghĩa là Hồ bảo Lê Duẩn và Lê Đức Thọ trừng phạt những ai dám đòi khôn hơn Hồ, cản trở nước cờ đu dây của hồ giữa Nga Xô và Trung Cộng, đặc biệt dám đấu hồ, vì thế mà Trường Trinh cho đến Nguyễn Văn Linh, rồi Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, đứa nào cũng cứ như chó ăn vụng bột, mờ mỏ nói không được, vì nếu giải quyết vụ án xét lại có nghĩa là phải kết án hồ, tức là tự tay đập nát cái thần tượng mà chúng đang núp sau để lừa thiên hạ. Việc đơn giản như vậy mà các vị xét lại không nhìn ra, vì hai tay các vị dù nhiều dù ít đã nhúng chàm mafia đỏ nên có dám mở mắt để nhìn ra cái bản mặt việt gian hồ chí minh đâu cho nên cứ chạy theo me sử kiến đi kiện của khoai điều này càng chứng minh thêm sự tai hại ghê gớm của việc nhiều ngòi bút chống đối hiện nay ở trong nước vẫn u mê dựng ra chủ nghĩa hồ chí minh để chống tập đoàn đầu lãnh mafia đỏ hiện nay mà chúng lại chính là sản phẩm đúng nhãn họ hồ bất cứ ai đã nhiễm virus HIV, mafia đỏ dương tính, thì dù có cả trăm bộ kiến thức như Trần Văn Dầu, Dương Bạch Mai, Bùi Công Trừng, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, thạc sĩ Trần Đức Thảo vân vân, hay cả ông Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Trần Khuê vân vân, cũng chỉ nhìn được một nửa sự thật, hệt như mấy vị đã thoát hiểm ra nước ngoài, dù viết cả gần chục cuốn sách hay cả ngàn trang, mà nhiều vấn đề vẫn chỉ càng thêm mơ hồ, thêm khó hiểu. Ngay như Lữ Phương, một cây bút được cả trong và ngoài nước cho là có trình độ lý luận, mà cũng có lối giải thích rất ấu trĩ. Lữ Phương nâng hồ lên là nhân vật quan trọng trong phong trào Cộng sản quốc tế và giải phóng dân tộc thuộc thế kỷ 20. Nào là hồ đã tổ chức cuộc chiến đấu bền bỉ, chống lại các thế lực thực dân hiện đại, đã hoàn thành độc lập thống nhất, tạo cơ sở quyền lực để thiết lập chế độ gọi là chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam nghĩa là Lữ Phương thừa nhận một Hồ là người tổ chức cuộc chiến đấu chống cả thực dân Pháp lẫn cả Mỹ, theo lối nói mafia đỏ gọi Mỹ là thực dân mới. hai, Hồ đã lãnh đạo để hoàn thành độc lập thống nhất, tức là sau khi Hồ chết, tháng 9, 1969, cái gọi là độc lập thống nhất được thực hiện vào 30 tháng 4, 1975, cũng là công lao của Hồ. Có nghĩa là Hồ chết rồi, nhưng bọn lê duẩn vẫn làm theo lệnh của hồ từ trước đó ba hồ cũng là người thiết lập chế độ gọi là chủ nghĩa xã hội hiện thực ở việt nam như thế có nghĩa là theo ý lữ phương thì không chỉ có bắc việt nam mà ngay miền nam việt nam bị khoác cho cái gung chủ nghĩa xã hội hiện thực cũng là công của hồ vơ tất cả mọi công lao cho hồ vinh danh hồ đến tột cùng như thế mà lữ phương lại dám đau xót cho hồ là bị cho ra rìa chỉ tính từ nghị quyết 9, có nghĩa từ năm 1963. Theo Lữ Phương, Hồ đã bị cho ra rìa rồi, thì làm sao Hồ có thể tổ chức chiến đấu chống Mỹ và hoàn thành độc lập thống nhất để thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Việt Nam là chuyện của tháng 4 1975. Học hành lý luận kiểu đó, trách nào mà chẳng ăn cơm quốc gia thở ma cộng sản để đến nỗi canh bạc chính trị trốn ra bưng năm 1968 là năm ngụy quyền Hồ Chí Minh gây ra vụ thảm sát ở Huế, vẫn đánh cây bài chính phủ lâm thời, đến nỗi cháy túi mà bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Thôi thì cất bút cho rồi, càng lý luận càng lòi nuôi nịnh thần. Cái gọi là vụ xét lại chống đảng. Của những năm 1960 không có tiếng vang trong nhân dân miền Bắc Việt Nam khi ấy, vì nó chỉ là phản ứng trong nội bộ mafia đỏ của một thiểu số thân Nga xô, so, hoàn toàn không phải là phong trào của nhân dân và khởi xuất từ nguyện vọng của nhân dân, cho nên không được đa số nhân dân là nông dân biết đến và ủng hộ. Vì thế nó như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Người trung thực phê phán vụ bắt bớ này là ông Nguyễn Trung Thành, việc làm của ông thật đáng kính trọng, đúng là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn nhưng cần phải nhớ rằng sự trung thực của ông Nguyễn Trung Thành đã giúp vén bức màn về vụ xét lại chống đảng rằng không có bằng chứng đây là tổ chức có điều lệ cương lĩnh và vân vân. Chính nhận xét đó của ông Nguyễn Trung Thành đã chứng minh rằng nhóm bị kết án trong vụ xét lại chống đảng là một bộ phận quan trọng đầu não của Hội Việt Xô. Ông Nguyễn Trung Thành không nhìn ra được rằng Hội Việt Xô là tổ chức của họ và điều lệ của Hội Việt Xô là cương lĩnh của họ bởi vì hành động phản đối nghị quyết 9 là nghị quyết thân trung cộng, có nghĩa là họ bảo vệ Nga Xô như mục đích việc hình thành Hội Việt Xô, cũng như điều lệ của Hội Việt Xô vậy. Còn cái gọi là làm gián điệp cho nước ngoài là ý nói rằng một số trong bọn họ như Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Vịnh, Bùi Công Trừng, Lê Liêm vân vân Dự họp Trung ương Mafia đỏ nên biết những chuyện như Trường Trinh, thay mặt bộ chính trị tuyên bố rằng đường lối đối nội và đối ngoại của đảng ta, tức mafia đỏ Việt Nam, hoàn toàn thống nhất với đường lối đối nội và đối ngoại của đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng như việc bọn Lê Duẩn, Trường Trinh, Nguyễn Chí Thanh và Hoàng Văn Hoan qua Trung Cộng bàn về việc cho ra đời cái gọi là quốc tế mới, mau ít. Tất cả đều báo cáo lại cho viên tình báo Sebakov, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga Xô tại Hà Nội lúc đó, hơn nữa cái tội danh gián điệp là bổn cũ của hồ và đồng bọn cho đến nay là họ nông dùng để gán tội cho những ai bất đồng với chúng